tu hoa nghiêm áo Chị vọng tận hoàng nguyên Quang thời gian ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn chín người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đài loan tập năm mươi bảy b bao gồm tất cả lỗi lầm Truy cứu cõi gốc Đều là vấn đề của con người Vấn đề của con người là người nào Là vấn đề của chính mình Chính tôi cả đời Không làm sự nghiệp Chỉ là giảng kinh giáo học Cho nên không có kinh nghiệm Của làm việc Cho nên có thành tựu như vậy Tôi nói là thiên ý Phật Bồ Tát bảo hộ có thể làm báo cáo làm triển lãm ở liên hiệp quốc đều là ông trời an bài dựa vào năng lực này của chúng ta làm sao có thể kết nối được với liên hiệp quốc vì không thể nào chúng ta nằm mộng cũng không nghĩ ra hơn nữa họ đến tìm tôi cho nên hoàn toàn là đức của tổ tông đúng như cục trưởng diệp diệp tiểu danh ở trong nước nói với tôi ông đến hồng kông thăm viếng có một hôm buổi sáng khi ăn cơm mời tôi một bữa ông nói với tôi pháp sư ngài không có vấn đề trong nước có rất nhiều người dùng danh nghĩa của thầy đã làm những việc phi pháp thầy không hề biết tôi nói tôi thật không biết Ông nói không hề gì Cái việc này Chính phủ chúng ta đến xử lý Tôi nói tốt Cảm ơn ông Cho nên tôi phải đặc biệt nhắc nhở Thiện nam tử Thiện nữ nhân Lương thiện Của nhà Phật Chúng ta Không nên bị người khác lừa gạt Nhất định phải nên biết Pháp sư tịnh không cả đời Chính là giảng kinh nói Pháp Không có bất cứ việc làm nào khác Ai muốn dùng danh nghĩa của tôi để hóa duyên hoặc là tổ chức cái gì đó đều là giả. Tôi có cần đạo tràng hay không? Năm nay tôi 83 tuổi rồi. Ngạn ngữ chúng ta nói, 73, 84, Diêm Vương không mời cũng đi. Bạn nói tôi còn cần đến đạo tràng sao? Làm gì có loại đạo lý này? bạn cho tôi đạo tràng tôi có dám tiếp nhận hay không trong bạn của tôi không có quan ấn tôi không dám tiếp nhận cho nên tôi không thể làm trụ trì vì vậy những tình huống thực tế này bạn phải hiểu rõ chúng ta phải nỗ lực sám hối năm xưa khi sáng lập trung tâm than trì tôi đã từng một mực dặn dò cô giáo dương chúng ta chỉ làm cái điểm này đem cái này làm cho tốt tập trung nhân lực tài vật vật lực trở thành một điển phạm làm cho người trong nước người ngoài nước kiến lập lòng tin đối với văn hóa truyền thống trung quốc công đức chúng ta viên mãn chúng ta toàn bộ giao cho quốc gia hy vọng quốc gia tiếp tục làm đã nói một câu như vậy nói qua rất nhiều lần vì sao thực tế mà nói tôi thật rất tín nhiệm đối với cô giáo dương cho nên để xảy ra sai sót đây là lỗi lầm của chúng ta cô đến nói với tôi đến bất cứ nơi đâu lãnh đạo chính phủ đều hoan nghênh mở lớp cô nói chúng ta phải nên làm nhiều làm thêm mấy điểm tôi cũng không biết tình hình thực tế cho nên tôi liền nói nếu như là nhân lực tài lực vật lực cô có thể đủ thì cô đi làm thì tốt khi vừa làm thì thất bại ở mỗi một điểm tốn một ít tiền chúng ta có phải gánh trách nhiệm đối với tín đồ hay không đây là việc tôi cảm thấy rất xấu hổ cho nên người không thể không thành thật ta làm như vậy cũng là làm ra một tấm gương rất tốt cho đệ tử nhà phật chúng ta Đệ tử Phật nhất định tuân thủ quy củ Tuân thủ giáo huấn của Lão Pháp Sư Ấn Quang Đạo tràng phải nhỏ Không nên lớn Tổ sư Ngài Định cho chúng ta quy củ Đạo tràng không vượt quá 20 người Bạn duy trì rất dễ dàng Ba năm người hộ Pháp thì đủ rồi Bạn không cần phải đi hóa duyên Đời sống tận lượng tiết kiệm thành thật Nghiên cứu kinh giáo cũng tốt Niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng tốt Đều sẽ có thành tựu Không nên mong cầu quá xa Không nên phan duyên Các vị đều biết Tôi bạn bè ở quốc tế rất nhiều Là người ta đến tìm tôi Tôi không đi tìm người tôi tiếp xúc với người không gì khác ngoài việc tuyên dương phật pháp ra chính là tuyên dương văn hóa truyền thống của chúng ta tuyên dương văn hóa truyền thống của chúng ta là gì là luân lý là đạo đức hướng nâng lên trên cao là khoa học là triết học nhất là phật pháp trong phật pháp nói khoa học cùng triết học chân thật như tiên sinh phương đông mỹ đã nói đó là đỉnh cao nhất của toàn thế giới Đỉnh cao nhất của triết học Cũng là đỉnh cao nhất của khoa học Trong cái khóa trình này của chúng ta Ba đoạn phía trước Đã nói Trên sự chính là khoa học cao nhất Trên lý là triết học Từ ba cái đoạn này trở về sau Vậy chúng ta làm thế nào tu hành cho nên chúng ta làm rất nhiều lỗi lầm thế nhưng nếu như người biết học họ ở nơi đây sẽ có thể có được kinh nghiệm tương lai khi người đời sau đi làm liền tránh được lỗi lầm của chúng ta đã làm ra đem cái lỗi lầm của chúng ta cải đổi chỗ tốt của chúng ta có thể hấp thu đời sau một đời chắc chắn liền siêu dược đời này của chúng ta đời sau hơn đời trước mỗi niệm phải nghĩ đến xã hội phải nghĩ đến đại chúng không luận là nhân lực tài lực có được là không dễ dàng không thể không gánh trách nhiệm đây là tôi ở đây sám hối với đại chúng tôi sau khi đã đem trung tâm giao cho chính phủ đến ngày nay tôi biết thật quy củ là một người thành thật trung thực làm ra tấm gương tốt cho đệ tử nhà phật tôi không còn làm bất cứ công tác gì cũng không còn tham dự bất cứ hoạt động nào tôi chỉ hy vọng những năm còn lại của tôi mỗi ngày hai giờ giảng kinh có thể tiếp tục duy trì người khác đến thăm tôi tôi sẽ không cự tuyệt tôi sẽ không đi tìm người đây là hy vọng các đồng tu phải lượng thứ dạng nhất phải ghi nhớ bất cứ người nào dùng danh nghĩa của tôi hóa duyên đều là giả không phải là thật nếu như tôi thật có duyên muốn làm gì đó phải cần đến tiền tôi sẽ tuyên bố với mọi người tôi không có tuyên bố đều là giả người ta lấy danh nghĩa của tôi cùng chụp với tôi một tấm hình đó là pháp sư tình không như thế nào như thế nào đó đều là gạt người hiện tại phương pháp gạt người quá nhiều việc này chúng ta phải nên cẩn trọng không nên bị lừa học phật phải học trí tuệ bị lừa chính là ngu si đó là sai rồi ở trong sám hối nghiệp chướng tôi tiếp xúc trong maha chỉ quán thuận nghịch mười tâm chúng ta dùng cái thiên văn chương này để giúp chúng ta nỗ lực sám hối. Phía trước có một giải thích đơn giản. Thuận tức tùy thuận. Lưu chính là lưu chuyển. Vì chư chúng sanh nhân thử thập tâm, tất tùy thuận phiền não lưu chuyển sanh tự cố giả. Mười điều phía trước chính là tạo ra nghiệp bất thiện, sanh tử luân hồi. Chúng ta phải tỉ mỉ suy xét mà phản tỉnh, mà kiểm điểm ta chính mình có hay không. Có thì nên sửa, không có thì khích lệ, vậy thì đúng. Cái thứ nhất là vô minh, hôn ám, Có thể nói Chúng sanh sáu cõi Người người đều có Nếu bạn không có vô minh hôn ám Thì bạn không đến sáu cõi này Bạn sớm đã rời xa sáu cõi Chỗ này chúng ta xem thấy Giải thích phía sau rất rõ ràng Vì chư chúng sanh Chúng sanh này bao gồm cả chính mình Từ vô thị đến nay Ám thức hôn mê không được sáng suốt cái thức này chính là tám thức a lại gia thức mạt na thức ý thức ở phía trước nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm thức Đích thực vô lượng kiếp đến đây thần thức của chúng ta mê hoặc điên đảo nếu họ không mê làm sao mà họ đến động thai làm sao mà họ tạo nghiệp việc này chúng ta phải khẳng định làm sao phá mê vậy thì phải học tập giáo dục thánh hiền giáo dục của phật bồ tát mở rộng ra giáo dục của các tôn giáo đều là giúp người phá mê khai ngộ giải quyết cái vấn đề này triết học kinh phật nói được thấu triệt nói được viên mãn bạn càng học càng hoan hỷ chân thật là pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ học tập phải nỗ lực mà học Học một điều thì có thể làm một điều Vì chúng ta mới có thể thành tựu Chúng ta đọc đoạn phía sau này Viền não Sở túy Ư nhất thiết pháp Giọng kế nhân ngã Phiền não từ chỗ đâu mà có Từ mê hoặc mà có Bạn giác ngộ rồi Phiền não liền rời khỏi Mê rồi Trí tuệ biến thành phiền não Thế là Với tất cả Pháp Ở trong tất cả Pháp Bạn liền khởi lên Nhân ngã Cái chấp trước này thì sai rồi phía trước chúng ta đã giảng giải đó chính là ba đoạn phía trước đã nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh là một thêm một một thêm một mãi mãi bằng với không đó là chân tướng của vũ trụ cái chân tướng thứ nhất hoàn toàn quay về với tự tánh bằng với không là quay về với tự tánh nếu như một thêm một một thêm một thêm đến tận cùng vẫn là bằng một đó gọi là pháp giới nhất chân Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Chúng ta niệm Phật Muốn sanh thế giới cực lạc Thế giới cực lạc chính là cõi thật báo Sanh đến thế giới hoa tạng Cũng là cõi thật báo Không luận thêm vào Bao nhiêu cái một đều là bằng giới một Nếu như một thêm với một bằng hai Thêm vào một nữa thì bằng ba Vậy thì đi đến mười pháp giới Thì đi đến sáu cõi luân hồi Vậy thì sai rồi cho nên phân ra người phân ra ta thì sai rồi thế gian có người và ta hay không có người có ta người giác ngộ hằng thuận chúng sanh chúng sanh nói đây là người đây là ta ta cũng nói đây là người đây là ta thì liền khởi lên xung đột trên hình thức thì có trong nội tâm không có Tuyệt đối không đem người và ta để ở trong tâm Để ở trong tâm vậy thì bạn sai rồi Không để trong tâm thì đúng Cả thấy vũ trụ là ta Tận hư không khắp pháp giới Là cùng một thể sinh mạng Đồng một thể sinh mạng này là gì? Chính là tự tánh thanh tịnh Viên minh thể Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ chứng được rồi Chính là chứng được cái này Lục Tổ Đại sư Hội Năng khai ngộ rồi Chứng được rồi cũng là chứng được cái này Cái này không hề khác biệt Lục Tổ Thích Ca là cùng đồng một cảnh giới Thích Ca ở Ấn Độ Đáng dùng thân Phật để độ Thì hiện ra thân Phật để độ Lục Tổ ở Trung Quốc Đáng dùng thân tỳ kheo để độ Thì hiện ra thân tỳ kheo để độ Đây là hàng thuận chúng sanh Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Đây là chân tướng chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Chúng ta phải nhận biết Các ngài hiện ra bên ngoài Không hề khác gì với chúng ta Bên trong hoàn toàn không như nhau Tâm của các ngài thanh tịnh Không nhiễm một trần Chúng ta là giọng kế nhân ngã Khởi chư ái kiến Cái ái kiến này Chính là phiền não Vọng tưởng phân biệt chấp trước Tưởng kế điên đảo Tưởng là vọng tưởng Kế là tính toán phân biệt Chính là giảo lượng khởi tham sân si rộng tạo các nghiệp là lấy lưu chuyển sanh tử đây chính là tại vì sao mà không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi nguyên nhân chính ngay chỗ này đây là bản thân bạn lưu chuyển sanh tử sanh tử không phải là thật cũng là một huyển tướng sanh tử thân có sanh tử linh hồn không có sanh tử thế nhưng linh hồn không có sanh tử không ra khỏi sáu cõi vì sao vậy bởi vì bạn vô minh hôn ám cho nên linh hồn ở trong sáu cõi là không sanh không diệt đó là chính bạn so với cho rằng tự thân là chính mình thì cao minh hơn rồi Hiểu rõ chân tướng sự thật này Đối với sanh tử Có sợ hay không? Không sợ chút nào Sanh tử giống cái gì? Giống như mặc quần áo vậy Cởi bỏ quần áo vậy Quần áo bạn dơ rồi, hỏng rồi Cởi bỏ một bộ, lại đổi một bộ mới Linh hồn ở sáu cõi chính là như vậy Bỏ đi cái thân này Thì họ lại đổi một thân khác Đổi cái thân thể này như thế nào? Đổi tốt đó là tích công bồi đức. Bạn càng đổi càng thù thắng, ngay đời này ở cõi người, đời sau lên cõi trời. Trời thì không giống như người. Trời có 28 tầng trời. Bạn đến cõi trời nào? Đây là bạn tu hành công phu. Bên dưới cõi người, bên dưới có cõi Súc Sanh. Có cõi ngạ quỷ Có cõi địa ngục Biết được chân tướng sự thật Chúng ta khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm Quyết định không làm những việc bất thiện Vì sao vậy? Thời gian của dân gian không dài Chúng ta phải nhìn về phía sau Phải hướng nhìn về phía xa Ta không thể đến cõi Phật Để làm Phật Chỉ ít phải đến cõi trời Cõi trời cũng phải đi trung đẳng Trung đẳng là trời sắc giới Tốt Trời sắc giới rất tự tại Tài sắc danh thực thủy đều không có Dục giới có Sắc giới không Vô sắc giới càng cao Không ra khỏi sáu cõi Chính là bởi vì Họ có vô binh Có thể ra khỏi sáu cõi Vì thì phải tu định A-la-hán siêu dược sáu cõi Cho nên sáu cõi Vì thì linh hồn Không thể gọi là linh hồn Gọi là linh tánh Hồn là mê Tánh là giác ngộ Gọi linh tánh Không gọi là linh hồn Linh tánh là chân thật chính mình nó là thanh tịnh không ô nhiễm Linh hồn là ô nhiễm Là mê hoặc Vậy cái thứ hai Ngoại gia ác hữu Cái phiền phức này chính là từ đến bên ngoài Bên trong là hồ đồ Vô minh là hồ đồ Bên trong hồ đồ Bên ngoài Có bạn ác dụ hoặc bạn Vì chưa chúng sanh Nội cụ phiền não Mê hoặc chính là phiền não Bên ngoài lại gặp phải bản ác Những bản ác này Sách động tà pháp Khuyến hoặc ư ngã Bồi da long thạnh Long là tạo ác Không phải là việc tốt Không do khai ngộ Tấn tu thiện nghiệp Là lưu chuyển sanh tử Bạn xem bởi vì bên ngoài có ác duyên Cho nên kết giao bạn bè không thể không xem trọng người không học không biết cái phiền phức này thì lớn người nhất định phải hiểu được học chân thật có thâm hậu nền tảng giáo học của cổ thánh tiên hiền gì thì không sợ bạn gặp được bạn lành gặp được bạn ác đối với bạn đều có chỗ tốt khổng tử nói ba người đi ác có thầy ta xem thấy người thiện tâm thiện hạnh thiện của họ ta học với họ học tập với họ xem thấy người ác chính mình phải phản tỉnh cái ác này ta có hay không có thì nên sửa không thì kích lệ người ác cũng là thầy của ta cho nên đối với người thiện người ác không nên phân biệt, không nên để ở trong lòng. Thấy đều cung kính, cung kính bình đẳng. Vì sao vậy? Họ có Phật tánh. Họ vốn dĩ là Phật, hiện tại mê hoặc, đang tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp. Quả báo tương lai đều là ba đường. Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục Bạn thường nghĩ xem Phật nói cho chúng ta nghe Nghiệp nhân của ba đường ác Nghiệp nhân đương nhiên rất phức tạp Trong rất nhiều nghiệp nhân Cái nào là đệ nhất Cái nào là quan trọng nhất Phật nói ra cho chúng ta Nghiệp nhân của cõi súc sanh là Ngu si Chúng ta thường nói hồ đồ Đòa cõi súc sanh Cõi ngạ quỷ là tham lam. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Tâm sân hận đọa địa ngục. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, diệt trừ tham sân si chính là Đoạn đi cái duyên với cõi ác Bạn không tạo ác nghiệp Bạn sẽ không đòi vào ba đường ác Tham sân si Mỗi giờ mỗi phút khởi lên Học Phật Chúng ta phát hiện Có rất nhiều người học Phật có tham sân si À, đến trước mặt phật bồn tát họ muốn giành thắp cái hương đầu tiên đó là tham rơi vào phía sau thì họ không vui thì sân hận có đọa vào ác đạo hay không vẫn là phải đọa quyết không phải vì bạn đổi đối tượng ta đối với thế gian này không còn tham tài sắc danh thực thủy trong học phật khởi lên tham sân si vẫn là phải đọa Nghiệp nhân đọa vào ba đường ác là tham sân si, không phải đổi đối tượng. Đổi đối tượng không ít gì. Việc này nhất định phải biết. Nếu tạo sát đạo dâm, loại tham sân si đó là đọa đường ác rất khổ. Trong Phật pháp, tham sân si đọa đường ác thì tương đối nhẹ một chút. Như trong cõi quỷ, có ngạ quỷ, cũng có quỷ nhiều tiền, quỷ ít tiền, quỷ đói. Họ là thuộc về quỷ nhiều tiền, quỷ ít tiền, cái loại đó. Chúng loại của địa ngục cũng rất phức tạp. Họ đòi vào địa ngục chịu tội nhẹ một chút. Không phải giống người ta chịu nghiêm trọng như vậy. Những việc này đều phải hiểu cho rõ ràng, cho tường tận. Ngay Phật Pháp cũng không thể tham. Mỗi giờ mỗi phút, gìn giữ tâm bình khí hòa vì sao vậy? Bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ Đây là một khóa bổn tu học Rất quan trọng của tình tông chúng ta Trong đề kinh Thanh tịnh bình đẳng giác Bạn xem quan trọng dường nào Đây là nhắc nhở chúng ta Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là không thể bị ô nhiễm Tự tư tự lợi là ô nhiễm Tham sân si mạng là ô nhiễm Tu tâm bình đẳng tâm bình đẳng là không có cao thấp, ngạo mạn. Xem thường người khác, đây đều là không bình đẳng. Cho nên người niệm Phật, một câu Phật hiệu này phải đem tâm thanh tịnh của chính mình niệm ra được, niệm ra được tâm bình đẳng, đem tâm giác ngộ niệm ra được thì bạn thành công. Quả báo là thế giới cực lạc. Trên kinh nói Đại Thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Đại Thừa là trí tuệ Vô lượng thọ là đức năng Trang nghiêm là tướng hảo Bạn xem Trong kinh hoa nghiêm Phật nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai Câu nói này Đều ở trong đề kinh của kinh vô lượng thọ có nhân có quả. Cho nên tu học của chúng ta nhất định phải hiểu được. Phải thường hay chú ý ta niệm Phật niệm cái gì, đem tâm thanh tịnh niệm ra. Quyết định không ghi nhớ lỗi lầm của người khác. Thấy người này cũng không phải, thấy người kia cũng không đúng, trong tâm của bạn rất dơ bẩn. Hoàn toàn là ô nhiễm, sai rồi bổn tâm của chúng ta giống dĩ là tốt là lương tâm đem lương tâm của chúng ta làm thành cái thùng rác của người khác bạn con người này không có trí tuệ mà là người ngu si cho nên quyết định không nên đựng đồ không tốt của người khác nếu bạn có đựng thì đựng công đức của người khác đựng chỗ tốt của người khác nhớ cái tốt của người không nên nhớ lỗi lầm của người việc này rất quan trọng đem lỗi lầm của người khác ghi nhớ ở trong nội tâm của chính mình tâm của chúng ta liền bị ô nhiễm rồi đó chính là lỗi lầm của chính mình vì thì sai rồi học thường hay thấy chỗ tốt của người khác không nên thấy chỗ xấu của người lễ kính chư phật quản tu cúng dường bạn mới có thể làm được thường hay xem thấy chỗ tốt của người khác không nên xem thấy chỗ xấu của người cái tâm sám hối đó của bạn mới có thể hiện tiền công phu tu học của bạn mới có thể có lực cho nên đối với hoàn cảnh bên ngoài ác hữu là nói hoàn cảnh nhân sự phải biết ác hữu ở chỗ này có một số người đem họ xem thành bạn tốt. Họ rất ưa thích tôi. Rất ưa thích bạn thì phiền não. Họ chướng đạo. Ác khổ này thường hai ngày ngày cúng dường ta, cúng dường là thêm lớn dục vọng của bạn, thêm lớn tâm tham của bạn. Là ác hữu phải không? Là ác hữu Thế nhưng bạn không hề biết được Bạn xem Ngày ngày dẫn dụ bạn Đi sát sanh Đi chiếm tiện nghi của người khác Chiếm tiện nghi của người ta Chính là ăn trộm Tà dân Tăng thêm tham sân si mạng Đều là ác hữu Hiện tại người thông thường cho là bạn tốt Hiện tại người tu hành ngày ngày Bảo bạn xa lìa tham sân si Vậy thì con người này là bản xấu Con người này không nên kết thân Đây chính là thiện ác điên đảo Thiện ác điên đảo Quả báo liền điên đảo Chân thật Là thiên đường có lối Không người đi Địa ngục không có lối Mà cứ chen chân vào Đây là người hiện tại Không có trí tuệ Danh từ hiện tại chúng ta nói Giá trị quan là sai lầm Cách nhìn, cách nghĩ, điên đảo Thứ ba là thiện không tùy hỷ Vị chư chúng sanh Nội ngoại ác duyên ký cụ Chính là trong việc tâm thiện Ngoài việc việc thiện Việc này thật đáng sợ Hữu ư tha dân sở tác thiền sự Bất sanh tùy hỷ chi tâm thị dị Lưu chuyển sanh tử Chỗ này Chúng ta phải đặc biệt chú ý Thuận theo mười tâm đều là Từ phản diện mà nói Nếu như chúng ta có Phải biết sửa đổi Cải lỗi mới có thể tu thiện nếu như không sửa đổi hết lỗi lầm tu cái thiện đó đều là giả đều không phải chân thật những đạo lý này rất thiển cận tuyệt nhiên không khó hiểu cho nên thứ nhất phải đem thân tâm chính mình tẩy rửa sạch sẽ Chúng ta đọc những kinh văn này Nơi nơi Đều phải hướng trợ vào Thân tâm chính mình Liên có thể được thọ dụng Phật nói ra Kinh này Không phải nói cho người khác Nói cho ta Ta học mới chân thật được thọ dụng Nếu như xem thấy được kinh điển Đây là nói đầy chúng xã hội Không phải nói ta thì ngay đời này ta có thể có được thành tựu hay không? Chắc chắn không thể thành tựu Cho nên người biết học Phật Bồ Tát nói ra tất cả kinh điển Là vì một mình ta mà nói Ta mới chân thật có được thọ dụng Liền khởi lên cái tâm cảm ơn Đối với Phật Bồ Tát Nếu như không phải giáo huấn của các ngài Ta nhiều lỗi lầm Ta làm sao có thể biết được Đều là tự cho là đúng Nội ngoại ác duyên Bên trong chính là Phiền não tập khí mà chúng ta vừa nói Phiền não oán hận nộ Đó là duyên trong Bên ngoài là cái gì? Bên ngoài là tất cả mê hoặc Có sự mê hoặc của người Có mê hoặc của việc có mê hoặc của vật chất ở vào xã hội ngày nay tu hành thành tựu thật là quá khó khó hơn nhiều so với người xưa vào thời xưa không có nhiều mê hoặc như vậy bạn ở trong hoàn cảnh này có thể không động tâm đây gọi là công phu chân thật Công phu chân thật dựa vào cái gì? Tôi nhiều năm như vậy Thường hay đang phản tỉnh Dựa vào tinh sâu nhân quả Vì sao vậy? Tin sâu nhất định không dám làm Chính mình khổ Đói chết Đói chết không đọa địa ngục Nếu ta không cam tâm đói chết Tên đi đoạt lấy của người khác Vậy thì phải vào địa ngục Bạn nói xem cái nào đúng Đói chết Tâm ta vẫn là thiện Không chiếm chút tiền nghi của người Sau khi chết sanh thiên Đức hạnh đầy đủ Không hại người khác Nếu như khởi tâm động niệm tổn người lợi mình Vì thì không một ai không đọa vào địa ngục Việc này có thể làm sao cho nên đối chết là việc nhỏ Phá giới là việc lớn Bạn tỉ mỉ mà quan sát Bạn liền tường tận Cho nên trong ngoài ác duyên Đều đầy đủ Thiện tâm của chúng ta không thể sanh khởi lên Việc thiện bên ngoài Bạn cũng không nhận biết bạn đem việc thiện xem thành việc ác việc thiện là lợi ích xã hội lợi ích đại chúng ngày nay chúng ta có việc thiện lớn bằng trời đó chính là giáo dục truyền thống giáo dục nhân quả luân lý đạo đức của chúng ta có thể cứu cái thế gian này nếu ai có thể phát tâm làm cái việc tốt này Công đức của họ không ở nhân gian Ở trên trời Cái đạo lý này Không thể không tường tận Không thể không rõ ràng Xem thấy người khác làm việc tốt Chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ thành toàn họ đó chính là tùy hỷ công đức không có cái năng lực này thì sanh tâm hoan hỷ tán thán họ cũng là tùy hỷ công đức cho nên không thể tùy hỷ thiện duyên việt thiện đây cũng là lưu chuyển sanh tử cái lưu chuyển sanh tử này đều là hướng xuống họ không thể hướng lên trên cái thứ tư Tam nghiệp Tạo tội Vì chư chúng sanh Tứ túng Thân khẩu ý Tam nghiệp Khởi lên Các tội Sát đạo dâm vọng Tham sân Không ác nào Không làm Là theo sanh tự lưu chuyển Việc này Các vị vừa xem Lại lấy cái xã hội hiện tại này Mà đối chiếu Bạn liền rất rõ ràng rất thấu hiểu tại vì sao thế gian này nhiều tai nạn đến như vậy cái tai nạn này là vì sao mà hình thành cứ như vậy mà tạo thành đây là thật không hề giả chúng ta ở ngay trong lúc giảng giải phía trước đã nói qua nhiều lần Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc của a di Đà Phật Cùng địa cầu này của chúng ta Có cái gì khác biệt Nói chân thật với bạn Không chút khác biệt Tại vì sao khổ vui khác biệt Thích Ca Ni Phật giới thiệu cho chúng ta Cư dân của thế giới cực lạc Đều là bậc thượng thiện Chẳng phải trên Kinh Di Đà đã nói rất rõ ràng hay sao Đều là các bậc thượng thiện Câu hội một nơi Còn cái thế giới này Hiện tại của chúng ta thì sao Cái thế giới này chúng ta chính là Chỗ này đã nói Ác nghiệp tạo tội Ác tâm biến bố Hiện tại chúng ta là cái xã hội này núi sông đất đai bên ngoài là tùy theo nhân tâm mà chuyển đổi tâm của chúng ta thiện thì cây cối hoa cỏ núi sông đất đai không có thứ nào không thiện đều đổi thiện chúng ta không thiện núi sông đất đai cây cối hoa cỏ bên ngoài đều biến đổi bất thiện trên kinh phật nói với chúng ta phải nhớ lấy gọi là cảnh tùy tâm chuyển gần gũi nhất thiết thực nhất chính là thân thể của chúng ta nếu tâm của chính chúng ta thiện lời nói thiện thân thể của bạn liền khỏe mạnh không có bất cứ thứ bệnh gì tâm của chúng ta bất thiện hành vi bất thiện lỗi lầm liền rất nhiều cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn không bị bệnh bạn phải vĩnh viễn không có một niềm ác thì bạn vĩnh viễn sẽ không bị bệnh hiện tại cả thân bệnh rất nhiều đem ý niệm sửa đổi lại buông xả đi ý niệm ác ý niệm bất thiện có thể làm cho ý niệm thiện phát khởi lên bệnh của bạn liền khỏi thậm chí không cần thiết phải điều trị đều là việc thật lý thật con người từ trung niên trở lên đại khái tương đối xem trọng đối với thân thể của chính mình tuổi trẻ không biết năm mươi tuổi trở lên biết được cái thân thể này rất quan trọng có quan hệ rất mật thiết đối với ý niệm của chúng ta hoàn cảnh của chúng ta cư trụ cũng có quan hệ với ý niệm hiện tại cái xã hội này tuy là người bất thiện không ít cũng có người thiện chúng ta chính mình thiện có thể ảnh hưởng người khác có thể cảm hóa người khác việc này rất quan trọng tất cả đều phải làm từ chính mình hiện tại cư ngụ ở đô thị đô thị đều là lầu to một tòa lầu lớn có đến mấy mươi căn hộ chúng ta cư ngụ ở trong đó tâm của chúng ta thiện hành thiện chúng ta muốn cảm hóa người bất cứ người nào trong tòa lầu đó cho dù quen biết hay không quen biết khi gặp mặt mỉm cười đón người gặp mặt thì chào hỏi gặp mặt thì hành lễ cho dù họ phản ứng như thế nào chúng ta năm rộng tháng dài cứ làm như vậy dần dần liền đều nhận được cảm hóa đây là việc nên làm không thể nói người đó rất ngạo mạn cách xa họ một chút đừng chào hỏi gì với họ ngạo mạn thì càng phải nên cung kính với họ Dần dần quen rồi Bạn liền sẽ cảm hóa hết thảy cư dân Ở trong cái tòa lầu lớn đó Cảm hóa không gì khác Tâm chân thành Có thể cảm hóa người khác Đệ tử Phật Phải nên có cách làm như vậy Không có cách làm như vậy Thì không phải là đệ tử Phật cho nên tam nghiệp thân khẩu ý ba nghiệp phải thiện kinh vô lượng thọ dạy cho chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm Phải thường hay ghi nhớ trong tâm Mỗi niệm không rời Phía sau cái thứ năm Ác tâm biến bố Vì chư chúng sanh Tuy sợ tạo ác sự bất quản Vì di ác chi tâm Biến bố nhất thiết xứ sở Dục ư não hại ư nhân thì dĩ lưu chuyển sanh tử cái hiện tượng này ở vào cái xã hội này cũng rất phổ biến cái nguyên nhân này là gì nguyên nhân là chúng ta đã lơ là đi giáo huấn của thánh hiền phải biết nếu lơ là đi giáo huấn của thánh hiền người hiện tại họ học cái gì họ có người dạy họ truyền hình dạy họ internet dạy họ còn có những loại sách giáo trình sách giáo trình là gì báo chí tạp chí đó là sách giáo trình giáo dục của xã hội hiện tại Nội dung bên trong thế nào Tôi thì không xem những thứ này Báo chí, tạp chí, truyền hình, phát thanh Tôi một mực cự tuyệt Tôi rời xa có hơn 40 năm rồi Cho nên tâm địa thanh tịnh, thiên hạ thái bình Có người hỏi tôi Tôi nói rất tốt, không việc gì Bạn vừa tiếp xúc sự việc thật là nhiều Bạn không tiếp xúc thì không việc gì Họ có quyền lợi đi tuyên dương Ta có quyền lợi không tiếp nhận Ở trong cái xã hội ngày nay Nếu bạn không như vậy mà nói Tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh Tôi nghe đến điện thoại cũng không nghe Lần này tôi trở lại Đài Loan trị bệnh nha sĩ Rời khỏi mười mấy năm rồi Không ngờ đồng tu Đài Loan Nhiệt tình đối với tôi như vậy Yêu thương như vậy làm cho tôi rất là cảm kích Cho nên tôi cũng muốn trở về định cư Tôi bảo cư sĩ giảng làm cho tôi một cái tròi tranh Ông hỏi tôi có cần mắc điện thoại hay không? Không cần Tôi không cần điện thoại có điện thoại thì phiền phức lúc trước thời đại không có điện thoại ngày tháng không phải dễ dàng qua hay sao chúng ta lúc nhỏ ở nông thôn làm gì có điện thoại trong thành xảy ra sự việc có lúc nửa tháng sau mới biết được tốt trải qua ngày tháng thanh tịnh đừng chính mình tìm phiền não cho chính mình khoa học không phải là thứ tốt những thứ này mang đến cho chúng ta rất nhiều tai nạn chúng ta phải nên biết chúng ta có lúc cần phải cự tuyệt đó là phải đem nó đoạn dứt cho nên không mắc điện thoại tôi nói với cư sĩ giảng tương lai chuẩn bị cho tôi một cái cầm tay là được rồi cái cầm tay thì luôn tắt tôi có việc tìm người thì thuận tiện người khác đừng tìm tôi tôi cũng rất ít tìm người khác tôi có một điện thoại cầm tay một tháng sạc điện một lần thì các vị biết tôi dùng bao nhiêu lần một tuần lễ chưa dùng đến một hai lần đều là thường hay tắt đi đây là ác tâm chân thật là biến khắp Ý niệm mỗi giờ mỗi phút Đều là tổn người lợi mình Cái ý niệm này không tốt Đây là Nghiệp nhân của ba đường ác đạo Thứ sáu là ác tâm tương tục Vì chư chúng sanh duy khởi ác tâm Tăng trưởng ác sự Trú giả tương tục Vô hữu gián đoạn thì dĩ lưu chuyển sanh tử đây là ý niệm ác căn nguyên không ngoài tự tư tự lợi tự tư tự lợi là căn nguyên của tất cả ác chúng ta trong lúc giảng giải thường nói tự tư chắc chắn không thể tự lợi làm thế nào mới có thể tự lợi lợi ta mới là chân thật tự lợi tự tư các vị tỉ mỉ mà dò xét mà quan sát đều là hại chính mình đặc biệt sai lầm tại vì sao có thể có cái ý niệm này bị mê hoặc rồi ngu si đến cùng cực lão sư cha mẹ của chúng ta từ nhỏ liền dạy cho chúng ta làm thiện với người không nên chiếm tiện nghi của người nhà nho trung quốc gọi là nhân nghĩa hai cái chữ đầy hay nhân là cái ý gì nhân là yêu người có thể xả mình vì người Nghĩa là theo lý Dùng lời hiện tại để nói Chúng ta khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Hợp tình, hợp lý, hợp pháp Đó gọi là nghĩa Bất nghĩa là Trái giới tình lý pháp Không hợp tình, không hợp lý, không hợp pháp Đó gọi là bất nghĩa truyền thống xã hội của trung quốc mấy ngàn năm giá trị quan chính là nhân nghĩa hiện tại hai cái chữ này không còn người khác không có ta phải đầy đủ ta phải học tập đặc biệt là người có ý kiến với ta người hủy bán ta người nhục mạ ta người hãm hại ta ta càng phải có nhân nghĩa đối với họ vì sao vậy ta tường tận họ hồ đồ họ làm sai sự việc ta phải tha thứ họ không thể có kiến thức thông thường như họ Họ có sở trường, ta tháng tháng họ. Khuyết điểm của họ, ta một câu cũng không nói. Lâu ngày dày tháng, họ sẽ giác ngộ. Họ nghe đời này, chân thật gặp được một người thiện, họ sẽ nghĩ đến. Bạn dùng ác ý đối với người, người ta sẽ dùng ác ý đối với bạn. Bạn phòng, không thể thắng phòng. Phòng người cũng rất khổ. Hà tất phải đi phòng người Người thông thường trong xã hội nói Tâm hại người không nên có Tâm phòng người không thể không Tôi nói đem cái tâm phòng người cũng bỏ đi Bạn mới được tự tại Ngày ngày phòng người mà chết Đó là chiến tranh khủng bố Sau cùng thiệt thòi vẫn là chính mình Cho nên không nên phòng người không có cái cần thiết này Phải yêu người Không nên đi hại người Không nên đi phòng người Chúng ta chính mình mới chân thật đạt được Đời sống hạnh phúc mỹ mãn Mới được ở trong Ngày tháng vô hạn hỷ lạc Cái nhân sanh này thật đẹp cho dù ở trong cái xã hội này ngày nay Chúng ta vẫn là có thể sống Ở trong đời sống hỷ lạc, mỹ mãn Vấn đề bạn phải giác ngộ Đi giới thánh hiền Thì có thể được cả đời hỷ lạc Cho nên tôi rất cảm ơn cha mẹ Cảm ơn lão sư Khi vào những năm đầu Cha mẹ trước 10 tuổi đã định đặt cho tôi nền tảng Lão sư chỉ đạo cho tôi một con đường trọn đời Chân thật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh Thân tâm đều không có việc gì Không việc gì là viên mãn nhất Chính là cứu cánh nhất Đoạn thứ bảy phía sau Phú húy quá thất Vì chư chúng sanh sợ tác ác hạnh Hủy kỳ nhân tri bất tự phát lộ Vô hối cải tâm Thì dĩ lưu chuyển sanh tử Đây chính là không biết sám hối Đem lỗi lầm của chính mình Che giấu đi Tận lượng không nên để người biết Tuy là người ta không biết Thế nhưng chính bạn Bị lương tâm dày dò Đây cũng là một việc rất thống khổ Loại tập khí này Càng chứa Càng lâu Liền sẽ biến thành bệnh độc loại bệnh độc này cũng sẽ làm cho bạn mất mạng sinh mạng mất rồi không quan trọng đời sau phải đọa ba đường ác cái phiền phức này sẽ càng lớn chân thật là chết rồi thì càng khủng khiếp hơn hối hận không kịp cho nên chân thật hiểu rõ cái đạo lý này nhất định phải biết phát lộ sám hối lợi ích vô lượng vô biên đối với chính mình việc này không thể không biết hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật